cho các bạn xem cái lồng trần để nuôi chim chè than của mình này các bạn. Hôm bữa đi về Đồng Tháp thấy người ta cắt cái cành mai đẹp quá, người ta giục nó héo luôn á, cái mình mới lượm về. Cái cành có cái chảng ba chỗ này này các bạn, hơi bị đẹp luôn. Cái gì mình mới cắt cái miếng mica, cắt hình tròn xong rồi mình làm mấy cái mấu chỗ này nè, dán keo 502 vô làm 4 cái, xong rồi lấy dây kẽm ốn lên. Mình là mình cột cái khóa móc này nè, nó chết luôn chứ không có xài xoay, tại cái cây này nó có chảng ba cho nên mình không có xoay được, cho nên mình cột dính nó ngay giữa này luôn này, ngay điểm giữa của cái chảng ba, nó là chim nó chỉ vòng vòng khúc này thôi. Mà cái thế này đẹp quá cho nên mình sợ nó chui cái phía dưới cầu nè, mới lấy cái dây kẽm mình chặn cái này lại. Hôm bữa mình nhốt thử mấy ngày rồi nó không có chui, nhưng mà tại nó còn nhát cho nên nó thấy nó chui dưới này nè, mà chui dưới này sẽ bị kẹt dây, tại cái dây này mình không có cho nó xoay. Còn anh em nào mà làm cầu thẳng thì xoay được thì không sao, còn cái này mình xích chân nó là mình thắt cái nút này rồi, gắn cái thòng lọng vô, nhưng mà mình thắt một cái nút ở đây nữa các bạn, để trừ trường hợp là con chim nó đứng nó mổ mổ hồi là cái này nó lỏng ra, nó xúc ra được này các bạn, cho nên mình thắt một mối ở đây nữa. Khi mà mình siết vô con chân con chim xong cái mình sẽ dời cái mối này lên sát cái đầu này luôn, là nó không có mổ cái dây này ra được. Để đây cống cám, này cống nước, bên này cống sâu. May mắn lượm được cái cành mai quá đẹp luôn các bạn. Còn cái dây kẽm này mình uốn đại đi thôi, kiểu nó cong cong như được rồi. Xong rồi trên này làm cái móc, để hôm nào rảnh mình muốn thay đổi thì mình mở cái này ra các bạn, lấy kìm xả cái này ra là mình thay cái móc khác cũng được. Còn mình cố ý là mình làm cái mâm này cho nó chắc nè, cho nó chuẩn luôn nè. Còn cái phần mà gắn xuống cái mâm là mình lấy dây kẽm mình cột, cái mình làm cái đế dưới đây nè, xiết lại xong dán 502 dính vô đây luôn. Xong rồi phần giữa là mình sẽ cắt cái miếng miếng bố mình nhét vô dưới. Bữa mình nhốt nó được khoảng 1 tuần rồi, nó quen với cái lồng này rồi. Mà hôm rồi mình đi chơi mấy ngày vậy nên mình tháo nó ra mình bỏ vô cái lồng kia rồi. Giờ về xong mình sửa lại, mình chỉnh lại cái này, gắn thêm cái dây kẽm với đây cho nó khỏi chui dưới gầm cái cầu. Chứ mình mà quên mình không để ý đúng không, nó chui với cái cầu này nó không có biết đường chui ngược lại, nó bị kẹt dây nó chết đấy các bạn. Còn anh em nào mà làm một cái cầu thẳng thôi á thì lúc đó chúng ta sẽ gắn cái khoen tròn ở đây, thì nó có nhảy bên đây thì nó lòn cái khoen xuống nó vòng qua cũng được không sao. Còn cái này nó bị kẹt ngay cái chẵn ba cho nên mình không có chơi cái khoen kia được, cho nên mình cố định ở đây luôn, cho nên nó chỉ có vòng vòng nhảy bên đây nhảy bên đây nhảy bên đây thôi á. Cái cầu này lúc đầu mình tính cắt đó, là mình gắn vô cái lồng, nhưng mà thôi để làm lồng trần thì nhìn nó tự nhiên hơn. Đó, anh em nào thích chơi thì giống vậy, làm giống mình này nè, đơn giản rẻ nữa.
Còn không có cái miếng mì kè, các bạn lấy cái mâm cũng được, cái mâm bằng nhôm á. Khoan cái lỗ, hai cái lỗ ra xong rồi móc cục dây kẽm lên để cột cho cái cành vậy nè. Mình xích chân con giò than vậy nó nhanh dạn lắm. Để mai mình xích xong cái mấy bữa nữa mình quay clip cho các bạn coi. Bữa mình đi chơi mình mới bỏ nó vô lồng, mình mới để cái này ra. Vào đầu hôm nay mình mới tính mình nhốt nó lại, mình nhốt nó lại nè. Nhưng mà trước khi nhốt mình tranh thủ mình làm cái cản như đây nè, cho nó không có chui dưới gầm nè. Thì nhiều khi mình đi mình không có nhà, bắt đầu nó hứng lên nó chui với các bạn. Cái chỗ này, cái này nó cong lên nè, nó rộng á, xong cái nó chui đi nè, nó mà chui qua là cái dây này nó bị kẹt, tại nó đâu có xoay được đâu, nó kẹt qua đây nó nhảy lên đây cái là hết dây rồi, nó đâu có biết đường nó nhảy về đây lại đâu các bạn. Cho nên mình phải làm cái cản này nè. Hôm bữa mình để ý rồi các bạn, nó bình thường nó không có chui, nó chẳng qua mình nó thấy người tới xong cái anh hoảng cái mới nhảy đây nó mới chui, chứ còn bình thường nó chỉ có nhảy lên ba cây này nè, còn không thì nó ngồi lên đây nó nghỉ nè, nó khoái đậu lên chỗ cao, nguyên cái cành ở chỗ này cao nhất nè, nó thích ngủ ở đây nè. Này là rẻ dễ làm, anh em dễ chế nè, lấy cái mâm nhựa hoặc mâm nhôm cũng được. Xong rồi kiếm cái cành hoa mai ấy, cho nó đẹp. Xong rồi cắt xong rồi lấy dây kẽm á, cột cái chân này xuống đây, xong rồi cột xuống cái mâm á. Còn bốn cái móc này thì mình chế cái móc làm sao mà cho cái điểm này nó dây kẽm nó lòn vô được này các bạn. Này mình lấy keo 502 mình dán dính cứ ngắc luôn. Còn phía trên này các bạn thích uốn thì các bạn uốn kiểu này kiểu kia, còn thích đơn giản thì cứ bầu bầu gì được rồi. Cái dây này là lúc đó mình mua lâu rồi, mua năm ngoái. Lúc đó mình xài một một chân. Lúc sau thấy hai chân cái mình mua thử. Nhưng mà hai chân đó nó vướng đó các bạn. Mình không để ý là hai chân nó dính nhau. Cái mình mới chơi chiêu. Mình cũng móc vô hai chân xong cái mình cắt cái dây kia đi, mình không có để cho dính vô đây. Nhưng mà mình vẫn xích vô chân con chim. Sự cái nó cứ đi nó mổ cái dây kia, các bạn không có mổ với cái dây này, cho nên dây này không có bị hư. Nhưng mình gắn một chân thôi chứ đừng gắn hai chân, gắn hai chân con chim nó dễ bị rối lắm. Còn cái dây bên kia mình vẫn gắn nhưng mà mình cắt cái phần này mình bỏ, nhưng mình nó cái dây nó cứ dính vô chân con chim nó. Xong cái kiểu nó ngứa ngứa, nó cứ đi nó mổ cái dây á, nhưng mà nó mổ dây kia không à, chứ nó không có mổ cái dây này, cho nên dây này là đỡ bị hư hơn. Rồi các bạn học theo mình nè, xiết cái này lên xong rồi mới thắt một cái nút ở đây, thì các bạn mới nút các bạn bỏ chân con chim vô, thì các bạn mới giờ cái nút này nè, giờ cái nút này nè, giờ cái sát trên này là cái thòng lọng nó bị kẹt thì nó không có chìm, nó không có rứt ra được các bạn. Chứ bình thường nó ngứa ngứa không, nó cứ lấy mỏ nó mổ cái này, nó kéo kéo hồi là cái này nó rộng rồi nè, là nó tụt nó ra được á. Cho nên mình thắt cái nút này nè, cái mình gắn chân nó vô xong cái mình giờ cái nút này lên trên sát trên mí đầu ngón tay này các bạn, là cái nút này nó không có chạy ra được, là an toàn, không có sợ chim nó tột ra được. Để một chút nữa mình gắn nó vô, xong cái ngày mai ngày mốt đó mình quay clip con kia con truyền của mình nha.
chuyện nó đẹp lắm, mà bữa nó phá nó nghịch quá, gãy hết lông đuôi, lông cánh, cánh mình cắt cánh nó đi, còn lông đuôi nó nhảy dữ quá, nó bị cạ vô cái lồng, gãy hết lông đuôi. Mà không sao, để mùa sau nó ra lông mới, còn giờ mình sẽ thuần nó cho nó dạn trước vậy. Nó cái mặt con đó đẹp lắm. Anh em nào thích chơi thì làm giống mình vậy nè, đi kiếm cành cây với mua cái bộ xích chân này nè, gắn vô khỏi tốn tiền mua lồng, tính là cái này có mấy chục ngàn. Rồi để mình cúp đi, cúp điện thoại xong là mình bắt nó, mình xích nó vô đây. Rồi thôi, xin chào các bạn. Anh em nào khoái chế giống mình thì nghịch giống này nè. Chứ còn cái lồng nó bán sẵn, nó giống mình thấy cũng đẹp đẹp nhưng mà nó không có đúng ý mình không có chơi. Khoái chơi đồ chế.